Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chiều hôm nay đạo tràng tu Bát Quan Trai chùa Hưng Quang của chúng ta vô cùng được hạnh phúc và được cung thỉnh ni sư đạo hiệu Thích Nữ Hương Nhũ, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trú trì chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương. Mặc dầu sức khỏe của ni sư là không được tốt lắm, nhưng mà ni sư cũng đã cố gắng lên để thăm đạo tràng và có lời pháp thoại cùng với đạo tràng. Và ni sư cũng đã được đạo tràng của chúng ta cung thỉnh về chùa cách đây 1-2 năm gì trước, sư cũng đã một lần, quý Phật tử cũng đã biết. Và chắc có lẽ những vị nào thích nghe thuyết pháp trên những cái băng giảng, trên các cái phương tiện về trên mạng đồ vân vân, trên các băng đĩa, thì chắc có lẽ quý vị ai cũng biết ni sư ở trong truyền hình. Tuy nhiên ngồi thì chắc có lẽ các vị ít có gặp hơn, bởi vì ni sư đường xá rất là xa xôi. Nhưng vì lòng thương tưởng đến quý Phật tử, cho nên ni sư cũng đã nhận lời cung thỉnh, và giờ này ni sư đã cố gắng có mặt tại đạo tràng để có lời pháp thoại cùng với đạo tràng nhân cái ngày các vị tu học. Con cũng xin cung thỉnh ni sư A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ thượng tọa chủ trì chùa Hưng Quang. Quý Phật tử thân mến, con rất là cảm động trước cái lời giới thiệu vô cùng trân trọng của thượng tọa dành cho con. Đúng ra là con phải đảnh lễ sám hối thượng tọa cùng với đạo tràng. Theo cái chương trình từ đầu là thượng tọa có nói với con là 2 giờ chiều là pháp thoại bắt đầu. Nhưng mà đúng là con cũng có một chút trục trặc, tứ đại bất hòa, thành ra chiều nay con đã đến trễ. Và dù sao là cũng rất là đầy đủ nhân duyên để chúng ta có một thời gian quý giá cùng ngồi bên nhau và chia sẻ pháp thoại cho nhau nghe. Cho nên giờ phút này là duyên đã đủ, thời cũng đã đến rồi. Xin phép thượng tọa cho con được có đôi lời chia sẻ với toàn thể đạo hữu. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, cách đây vài ngày thôi thì sư Hương Nhũ đó có một cái buổi giảng đặc biệt ở cái nhà máy giấy Sài Gòn mà cơ sở đặt ở khu công nghiệp Mỹ Xuân ở Bà Rịa Vũng Tàu. Những cái điều đặc biệt ở đây đó là giảng cho cán bộ công nhân viên chức ở đó, mà giám đốc á là một người tín hữu Kitô giáo, mà công nhân viên ở đó thì cũng 3/4 là tín đồ Kitô giáo. Vậy mà họ mời các sư đến để nói chuyện. Và tất nhiên họ phải cảm kích ở đạo Phật một điều gì, họ phải quý hóa chư tăng ni Phật giáo một điều gì, cho nên họ mới trân trọng mời mình đến đó để mà chia sẻ về đời sống, về cái là cách sống về tinh thần trong cuộc sống như thế nào để người ta có niềm an vui. Mặc dù là mình bước vào trong nhà máy là một cái tượng thánh Giuse cao hơn 2 thước để mà chứng tỏ một cái tín ngưỡng chánh cho công nhân viên ở một nhà máy lớn có uy tín ở nhà máy giấy Sài Gòn. Nhưng mà vị giám đốc là một cái người rất là cách tân, một cái người có một cái tư tưởng rất là thoáng, để cảm nhận rằng thời buổi này mà nói chuyện đạo này đạo kia mà con người ta không tiến được, đó là xưa rồi. Thời buổi này con người ta phải thật sự ứng dụng những cái gì được học từ các bậc tiền nhân đấng giác ngộ như Đức Phật của chúng ta. Và cũng không nói là một tôn giáo nào, nếu các tín hữu Kitô giáo mà hiểu được sự chia sẻ của các sư, của các thầy mà vận dụng được trong đời sống thì chắc chắn đó là một cái kết quả tốt. Lời giám đốc nói, chúng tôi nghĩ rằng một giám đốc không phải chỉ có phát lương, mà giám đốc còn phải phát cho họ những cái thức ăn tinh thần. Mà cái điều mà tôi cảm nhận ở các vị tu sĩ Phật giáo là đem đến cho chúng tôi những điều gì đó hết sức chân thật, từ trái tim chân thật. Và như vậy là những cái buổi nói chuyện chia sẻ với các là doanh nhân, công nhân viên chức đã bắt đầu là có một cái nguồn mặt, bắt đầu đã tuôn chảy, và rất là nhiều những cái nhà máy
những cái xí nghiệp, công ty, thậm chí là siêu thị, cũng trước đó không lâu là siêu thị điện máy Tâm Hằng ở Ninh Bình trên đất Bắc. 500 công nhân viên và các doanh nhân họ cũng tập họp về và cũng muốn hiểu nhiều hơn về đạo Phật. Đôi khi nhà người ta thờ Phật mà người ta cũng không hiểu đúng về đạo Phật luôn. Họ chỉ nghĩ rằng là một nén nhang rồi quỳ xuống khấn vái, rồi cũng không biết tên của cái vị Phật với cái danh hiệu của Ngài, công hạnh của Ngài là gì. Cứ theo đường xưa như thế nào, nay thì cứ lại như thế. Đạo Phật của chúng ta bây giờ đến với các hàng Phật tử, nó đã sâu sắc hơn, dù rất là thâm trầm, nhưng vẫn khoa học, vẫn sâu sắc và ngày càng mở rộng. Các đạo tràng chúng ta tu tập, quý thầy, các bậc thượng tọa, hòa thượng luôn luôn tạo những cái duyên lành cho các hàng Phật tử được nghe thính pháp văn kinh. Và nhờ như vậy, chúng ta sẽ hiểu được cái trí tuệ siêu việt của đấng giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thật sự nếu chúng ta hiểu được lời dạy của Ngài, cuộc sống của chúng ta có an lành, có hạnh phúc. Do vậy là mình nghĩ rằng khi được đến với các đạo tràng, mình kể những cái chuyện đó, chúng ta thấy có vui không? À vui. Chúng ta có tự hào mình là đệ tử Đức Phật không? Có. Cho nên bây giờ người đệ tử Phật được nghe pháp, được tu tập như thế này mà không hiểu rằng một lời nói, một việc làm đều tác động đến môi trường sống chung quanh. Cái nghĩ cái gì đó riêng của mình, cái áo mình, cái nhà mình, con mình, chồng mình, thì mình cũng chưa biết gì về đạo Phật. Trong khi Đức Phật cho chúng ta hiểu rõ cái chân lý của cuộc đời này. Con người đâu phải nhân gian, sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi. Cho nên nếu chúng ta cứ nghĩ rằng mình sẽ làm một cái điều gì vĩ đại lắm, thay đổi được thế giới này đó, hoặc là thay đổi xã hội này, rồi thay đổi đất nước này, không được. Gia đình mình đôi khi không có sáng suốt, không có trí tuệ, không có sự tu tập công đức, mình cũng không làm gì được trong cái mái gia đình của mình nữa kia. Vì vậy cái đạo Phật nhắc chúng ta hãy biết quay lại chính mình, tu tập chính mình. Cứ một người đến với một mái chùa được tu tập như thế này là tất cả cộng đồng của chúng ta đều được ân chiêm công đức. Vì vậy cho nên quý thầy mới hy sinh tất cả mà tổ chức các khóa tu, khóa lễ để làm gì? Để chúng ta quy tụ về hướng tâm mình, xả bỏ những tham sân si và quay về cội nguồn đạo đức. Cứ một lần chúng ta quay về cội nguồn đạo đức, sống trong chánh niệm, đó là một lần chúng ta tỏa ra cái từ trường tốt đẹp cho chính bản thân mình, cho mọi người chung quanh, cho xã hội, cho đất nước, cho quê hương. Các vị có đồng ý không ạ? Sư có nhớ một thầy kể cho sư cái câu chuyện là ở bên London. Thì tại cái hầm mộ trong tầng hầm nhà thờ Westminster nổi tiếng ở London á, có một tấm bia mộ nổi tiếng thế giới. Kỳ thật đây là một tấm bia mộ rất là bình thường. Bia mộ ở dưới cái hầm nhà thờ Westminster á, nó tập trung rất là nhiều cái tấm bia nổi tiếng, như là bia mộ của vua Henry đệ tam, George đệ nhị, và hơn 20 tấm bia mộ của các vị vua nước Anh cho đến Newton, Darwin, Charles Dickens và nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Tức là những ai nổi tiếng xứng đáng họ mới đưa cái những tấm bia vào cái hầm mộ của nhà thờ Westminster. Nhưng có một cái tấm bia hết sức bình thường, bé nhỏ, gần như không ai để ý tới đó. Trên đó không có đề ngày tháng năm sinh và mất, thậm chí không biết cái người nằm trong mộ tên gì. Vậy mà ai đến cái khu tầng hầm nhà thờ đều đến cái khu mộ vô danh để mà chiêm ngưỡng. Một cái tấm bia mộ đơn sơ mà lại trở thành một cái tấm bia mộ nổi tiếng khắp thế giới. Người ta đến cái khu nhà thờ Westminster này có thể không bái ít những ngôi mộ các vị vua đã từng có công hiển hách làm lung lay thế giới, hay mộ của các vị là khoa học Dickens, Darwin, v.v. Thì có thể đến, có thể không. Nhưng ai cũng đến cái ngôi mộ vô danh này, bởi vì dòng chữ ở trên cái ngôi mộ vô danh đó. Và chúng ta thử nghe xem cái dòng chữ đó là gì. Khi tôi còn trẻ,
tôi còn rất tự do. Trí tưởng tượng của tôi không bị giới hạn. Tôi đã mơ thay đổi thế giới này. Khi tôi lớn hơn, khôn ngoan hơn, tôi phát hiện ra tôi không thay đổi được thế giới. Vì vậy, tôi rút ngắn ước mơ của mình và quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi. Nhưng nó cũng chẳng được. Dường như không thể thay đổi được. Khi tôi bước vào những năm cuối đời, trong một cố gắng cuối cùng, tôi quyết định chỉ thay đổi gia đình tôi thôi. Là những người gần nhất với tôi, nhưng than ôi, điều này cũng không thể được. Và bây giờ, khi đang nằm trên giường, lúc sắp lìa đời, tôi chợt nhận ra một điều. Nếu như tôi bắt đầu thay đổi bản thân mình, lấy mình làm tấm gương, có thể tôi đã thay đổi được gia đình của tôi. Với sự giúp đỡ động viên của gia đình, tôi có thể làm điều gì đó để thay đổi được đất nước và biết đâu thậm chí làm thay đổi thế giới. Có nghĩa là trước hết tôi phải thay đổi ngay chính bản thân mình, để mình là tấm gương thì mới nghĩ đến chuyện thay đổi gia đình và rộng hơn nữa. Nhưng tiếc thay, đó chỉ là những lời trăn trối sau cùng. Và lời trăn trối này được khắc trên bia mộ rất nổi tiếng ở London trong nhà thờ Westminster. Như vậy thì chúng ta thấy cuối cùng phải quay lại chính mình. Con người càng phóng túng với những ước mơ xa xôi, ảo tưởng bao nhiêu, càng thất vọng bấy nhiêu. Nhất là những con người không gia tâm vào những lực tốt đẹp cho bản thân, không làm những điều tốt, không hy sinh, không biết nghĩ đến muôn người. Mà đối với nhà Phật, người đệ tử Phật, có mấy những cái giới cao quý của người cư sĩ tại gia không giữ được, nhưng lại luôn luôn ước mơ những điều cao xa quyền quý. Người ta nói phải yêu người, yêu vật, yêu môi trường sống. Nhưng mình con gì mình cũng ăn, không tha con gì hết. Phải chưa nào? Người sống chung quanh thì mình chỉ xem họ như là đối tượng để mà mình tra tấn, mình đổ thừa, đòi hỏi. Các đấng, thánh nhân, các bậc giác ngộ, mình cũng lại, cũng xin, mà nếu không được thì bán tín bán nghi. Trong khi nhà Phật, đạo Phật có dạy chúng ta cái chuyện cầu xin đó đâu. Dạy chúng ta tin sâu nhân quả và sống cho thật tốt. Có phải như vậy không ạ? Như vậy, cuối cùng chúng ta phải thay đổi bản thân mình. Muốn thay đổi bản thân mình, chúng ta phải tự đối diện lại chính ta. Đối diện chính mình là phải đối diện với khổ đau và phiền não. Mình cứ quay lại mình cái mà mình nói là vui hết thì không phải là kiếp sống con người. Nhưng mà cuộc sống này, mình không trải nghiệm những khổ đau, không bao giờ nhận ra hạnh phúc. Cho nên mới nói là gì? Phiền não tức bồ đề. Con người ta không trải nghiệm những khổ đau, không biết phiền não, chúng ta cũng không bao giờ có thể hiểu được an vui hạnh phúc là gì. Không trải qua những cơn gió lạnh, không quý mùa xuân ấm áp. Không trải qua những cái ngày nắng đốt như thiêu, chúng ta không biết quý những giọt mưa đầu mùa. Cái gì nó cũng có giá trị của nó. Do vậy, chính chúng ta, khi có những phiền não, khổ đau đến với chúng ta, là người đệ tử Phật, hãy sáng suốt, hãy bình tĩnh, nhìn nhận, đối diện với chính nó. Không chạy trốn, không cầu xin, không than van trách móc, mà hãy bình tĩnh lại, sống chậm lại, trầm tĩnh lại để tìm hiểu nguyên do. Đó, sư nói, cái nhà máy giấy Sài Gòn, 3/4 công nhân viên là tín đồ Kitô giáo, vậy thì họ nghe ở chúng ta cái gì? Họ ấy làm như thế nào để đối diện với các phiền não? Nếu như trước đây họ cũng chỉ nghĩ rằng Chúa sẽ ban cho niềm hạnh phúc, và Chúa cũng sẽ không tha thứ, bởi vì chúng ta không vừa lòng Chúa thì Chúa sẽ trừng phạt. Bây giờ thì họ cũng phải lắng nghe, cũng phải có những bài học về nhân quả. Không tha thứ thì Chúa chẳng thứ tha, không ban phát thì Chúa chẳng ban phát. Cũng là nhân quả mà thôi, chứ không có đâu hết. Cho nên, rồi chúng ta cũng phải đối diện với nỗi đau mất mát của sự chia ly, với sự ra đi của người thương yêu, rồi phải đối diện với người mà
mình không ưa mà phải sống gần, rồi phải chịu sự thất bại hay nhục nhã hay những lời nói làm tổn thương đến chúng ta. Tất cả chúng ta đều phải trải qua hết. Và đó là những trải nghiệm trong cuộc đời. Biết đâu chính phiền não đó lại là nhân để chúng ta đi đến Bồ Đề. Gốc rễ của giải thoát hóa ra chính là nỗi khổ niềm đau. Do vậy, mình không có sợ khổ đau, không sợ phiền não, không sợ thất bại. Nghe là đồng ý, vỗ tay liền. Nhưng thường là chúng ta lại không chịu như thế. Chúng ta chỉ tu để tránh những cái điều mệt mỏi. Đức Phật dạy chúng ta con đường trung đạo, nhưng chúng ta thích con đường độc đạo. Con đường đó là chỉ có đi một hơi là thành công, muốn là được, và cái gì cũng như ý. Con đường độc đạo mang đầy tham lam của kẻ sống trên cái thế gian này. Trong khi Đức Phật dạy chúng ta con đường trung đạo, mà Ngài cũng vậy. Ngài từ bỏ đời sống vương giả để đi tìm đạo. Khi bỏ đời sống vương giả đi tìm đạo thì Ngài ép sát khổ hạnh. Một ngày chỉ ăn một hạt mè mà thiền định, cặp mắt của Ngài sáng như sao, nhưng mà chỉ da bọc xương và sắp đến ngày khánh tận của cái thân thể này. Ngài quyết định từ bỏ lối ép sát khổ hạnh và đi vào con đường trung đạo. Do vậy mới nhận cái bát sữa của nàng Sujata. Và trước khi uống cái bát sữa đó, thì Ngài phát nguyện, kể từ đây ta không đi theo lối sống gì hưởng thụ dục lạc, cũng không đi theo lối ép sát khổ hạnh. Con đường trung đạo nếu quả là con đường đưa ta đến đích giải thoát. Sau bát sữa này ta uống xong, ta ném bát xuống dòng sông Ni Liên Thiền kia, bát sẽ trôi ngược lại dòng sông đó. Ngài bưng bát sữa uống xong, Ngài ném cái bát xuống dòng sông Ni Liên Thiền, thì lập tức chiếc bát đi ngược dòng sông đó. Mà truyền thuyết còn kể lại rằng một con chim hồng hạc từ ở trên cung trời Đao Lợi đã đáp xuống dòng sông Ni Liên Thiền mà cắp cái bát đem về cung trời Đao Lợi. Mà nói cái bát sữa của nàng Sujata bây giờ cũng còn ở trên cung trời Đao Lợi ấy. Thế thì có nhiều bạn sinh viên hỏi có không sư? Nghe gì mà như chuyện thần thoại vậy sư? Sư nói bây giờ muốn biết trên cung trời Đao Lợi có cái bát đó hay không đó là tu đắc thiên nhãn thông đi. Có điều không chịu tu mà cứ ngồi phán xét có với không có. Không chịu tu hành mà cứ nói chuyện này có cái kia không theo cái phàm tục của người thế gian. Cuối cùng là gì? Ta ra đi. Đó, người ta ra đi phải là nghiệp không, tình trống để nhẹ nhàng. Nhưng không, mình ra đi, nghiệp thì nặng, tình thì nặng. Đó, rồi tất cả mọi sự ân ái nợ nần đều nặng. Cho nên mình trầm mịch trong các cõi giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mà mình tu một ngày bát quan trai là duyên lành cho chúng ta không bao giờ đọa vào trong các cái đường xấu ác. Cho nên người đệ tử Phật nghe, suy tư rồi phải thực hành. Chúng ta đừng đòi con đường độc đạo nào đưa ta đến hạnh phúc. Mà cuộc đời này nếu không có phiền não khổ đau, liệu chúng ta có tu tập để xin hai chữ giải thoát hay không? Thời Phật còn tại thế, cũng có người bạch Đức Thế Tôn: con không muốn giải thoát, con yêu mến cuộc đời này bởi chồng của con quá sức tuyệt vời và gia đình con là một gia đình hạnh phúc. Con yêu mến chồng con yêu quý các con của con và con yêu quý cái đời sống hiện tại của con. Con không muốn tu giải thoát có được không? Đức Phật trả lời: được chứ con. Trên đời này cái gì cũng ở chính tự tâm mình, tự việc làm, ý nghĩ hành động của mình. Nhưng mà Phật cũng dạy, nếu con muốn trở lại gặp chồng con yêu quý, con hãy sống tốt đẹp với tất cả những người đó. Hãy gieo nhân lành, thánh thiện với tất cả những người con yêu quý, để lúc nào gặp lại cũng trong những duyên lành, thánh thiện và tốt đẹp. Như vậy, chúng ta niệm Phật để gieo duyên về Tây Phương. Và các thầy đã không thiếu những bài pháp để dạy chúng ta hãy tập tu thiết lập Tây Phương tịnh độ tại đây, để ngày mai chúng ta xả báo thân mới thật sự là tam nghiệp đồng thanh tịnh, mới cùng Phật vãng Tây Phương. Quý thầy không thiếu những bài pháp dạy chúng ta hãy tu trong giới định huệ.
niềm tin tha thiết trong 48 lời nguyện của Đức A-di-đà, niềm tin tha thiết trong lòng từ vô lượng của Đức A-di-đà và học các hạnh nguyện cao quý của Đức A-di-đà, thì chúng ta mới nói chuyện là vãng sanh về nước A-di-đà. Thì cái trong cái tín hạnh nguyện là niềm tin, là nguyện thiết, cái hạnh là cái công hạnh, là sự hy sinh, là các công đức lành. Thì các vị có làm các công đức lành không? Có giữ giới không? Có thiền tập không? Có niệm Phật, có kinh kệ, có sám hối không? Công phu công quả không? Đó mới gọi là lập các hạnh lành. Còn thường người ta chỉ cầu nguyện và xin đó. Trong khi ngày xưa Đức Phật là người từ bỏ dục lạc thế gian để tìm chân lý, từ bỏ đời sống vương giả, thấy chưa nào? Rồi là đi vào một đời sống như khổ hạnh, rồi từ bỏ đời sống khổ hạnh ép sát đi vào con đường trung đạo, và ngài tu đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ chúng ta cũng tu tập trên con đường trung đạo, không có con đường độc đạo để chỉ có toàn là hạnh phúc hoặc chỉ toàn là khổ đau, mà đời sống của người trên cõi trần gian này có hạnh phúc, có khổ đau. Và tất cả chúng ta thường luôn than phiền khi bị khổ đau vây khốn, còn hạnh phúc thì sao mà hiếm hoi như nắng hạn trong mưa. Ai cũng cầu xin hạnh phúc, nhưng những điều phiền toái không như ý nó đến hoài à. Còn cái mà phiền muộn đến hoài, còn cái hạnh phúc sao mà hiếm hoi như vậy. Thế thì bây giờ có cách nào hay không? Có cách nào để chúng ta được an vui, được tĩnh tại không? Bởi vì là Đức Phật ra đời để cho chúng sanh được an vui và hạnh phúc kia mà. Như vậy chúng ta phải biết cái an vui và hạnh phúc của Phật nói không phải là ở vật chất, ở của cải, mà sự nhận thức. Cho nên đạo Phật mới nói là duy tuệ thị nghiệp. Đạo Phật phải hướng đến trí tuệ, sự nhận thức. Chúng ta nhận thức được sáng tỏ thì mọi nỗi khổ niềm đau cũng khóa như là không. Mà chúng ta không có sự nhận thức đó, thì một chuyện nhỏ xíu thôi, giống như là gì, nhà giàu đứt tay giống như ăn mày đổ ruột vậy, nó tự là quan trọng hóa nó lên đó. Kỳ thực nó chẳng có gì hết. Mà Phật sao tuyệt vời quá các vị. Phật cho chúng ta tất cả những điều căn bản nhất. Đời sống là vốn vô thường. Phật nói như vậy rồi, phải mà nói là đời sống là bền chắc, là trường tồn đâu. Cuộc sống vốn vô thường, được mất là tất nhiên đó. Rồi sanh lão bệnh tử là tất nhiên đó. Rồi là cầu chẳng được thì cũng tất nhiên thôi. Công đức ở đâu mà cầu gì được đó? Người cầu gì được đó là phải có công đức làm. Người sống giàu sang vinh hiển là đã từng làm quá nhiều việc cho chúng sanh, thấy chưa nào? Đó. Tất cả những cái nhân, cái quả lành hôm nay nó đều kết tụ từ nhân lành trong quá khứ. Vậy mà chúng ta nghe đi nghe lại, nhưng nỗi khổ niềm đau mà đến là chúng ta vội vàng lo oán trách cái đã, chứ không bao giờ kịp thời trấn tĩnh lại để suy xét xem nguyên nhân nó từ đâu. Do vậy cái pháp thoại này chúng ta nghe xong cần phải hiểu một điều: chúng ta phải thấy được cái niềm hỷ lạc ngay trong nỗi đau khổ phiền não từng ngày, chứ đừng đợi hết đau khổ rồi mới có vui. Người hết sạch hẳn đau khổ phải là nghiệp dứt tình không, là A-la-hán, Bồ-Tát, là Phật. Mà chúng ta bây giờ là cái thân này do nghiệp mà, cho nên có hạnh phúc lại có khổ đau. Thì không thể nào chờ hết khổ đau mới có hạnh phúc, mà chúng ta phải nhận ra được hạnh phúc ngay trong nỗi khổ niềm đau hàng ngày, hàng giờ, hàng phút của chúng ta. Giống như là câu chuyện một cái người trồng hoa, đó là Mula Narusden. Ông quyết định trồng một cái vườn hoa. Ông sửa soạn đất, gieo hạt nhiều loại hoa đẹp mà ông thích lên trên đó. Nhưng khi chúng mọc lên cao, vườn hoa của ông mọc đầy những hoa dại, lấn lướt những hoa đẹp của ông đã chọn. Ông ta tìm hỏi mọi người làm vườn kinh nghiệm làm sao diệt được những cái loài hoa dại, cỏ dại, và với mọi phương pháp đều vô ích. Nó hết rồi thì nó lại mọc lên. Cuối cùng ông lên trên tận
cái chỗ hoàng cung á, ông vô cái người làm vườn của vua á, ông hỏi xem là ông làm vườn cho vua thì là hoa trong vườn thượng uyển á, rồi có cỏ mọc lên không? Cũng có luôn. Thế là Mulla Nakrushen á, cảm thấy rất là buồn bực, thất bại. Bộ bây giờ mình chịu thua mấy cỏ dại này sao? Và người làm vườn nói, tôi thì chả suy nghĩ gì nhiều, tôi vừa yêu hoa mà vừa yêu cỏ dại, thế là xong. Ông nói câu đó là một câu nói triết lý. Trong tâm ta vừa hạt giống tốt, vừa hạt giống xấu, vừa hạnh phúc, vừa khổ đau, vừa lòng tốt, vừa sự ích kỷ, vừa rộng rãi, lại vừa tham lam, vừa bao dung tha thứ, lại có những chuyện để trong bụng đến chết cũng không tha. Trong chúng ta có đầy đủ hết các hạt giống xấu và tốt, cũng như một khu vườn có hoa đẹp và có cả cỏ dại. Nhưng mà chúng ta đâu có thể nói như cái ông làm vườn là thôi yêu cả hai thứ, để rồi nó mọc cả cỏ dại cả hoa tốt. Chúng ta cũng không có phải là căm ghét các loài hoa dại, cái điều kiện là nó sẽ mọc lên. Trong một cái hội chúng như vậy cũng có người tốt, người xấu, thì cũng chẳng ai tốt hoàn toàn. Trong cái A-lại-da chúng ta có tốt có xấu, thì có tốt nhiều hay xấu nhiều thôi, chứ chẳng ai là tốt hoàn toàn. Thì hoa dại cũng thế, đầy đủ điều kiện, môi trường thì nó sẽ phát sinh. Cho nên một là yêu, yêu các hoa dại, cho nó học song hành cùng với các loài hoa quý. Và hai thì ráng mà nhổ tận gốc rễ đi. Thế thôi. Chứ mà nói cái chuyện là làm sao để trồng một cái loài cây mà trên cái vườn nó chỉ mọc cây đó mà không có một loại cỏ dại nào, thì chưa thể có một cái câu đáp án cho điều này. Do vậy, người Phật tử chúng ta phải chánh niệm là như thế. Bởi chỉ cần một phút chánh niệm thôi, cỏ dại lập tức mọc lên và xanh tốt nữa. Mà khi chúng ta đã quen sống với các loài cỏ dại là thói hư tật xấu đó, chúng ta không bao giờ biết mình xấu. Nó lạ như vậy. Có người hỏi sao cái bà đó bà kỳ quá, bà mở miệng là nói lời thô ác. Đó. Thì cái người kia nói, sao cái bà đó thế nọ thế kia. Nhưng có một người thứ ba sẽ nói, bà đã quen rồi và bà không biết bà đang nói lời thô ác. Bà nghĩ đó là bà nói lời hay. Chứ bà không biết bà nói lời thô ác. Con người có trí tuệ người ta không có nói nhiều. Nói ra câu nào là xác đáng câu đó. Mà cái người trí tuệ không biết, lập tức học bỏ vô túi cất. Ta nói hay quá mà, phải cất chứ, để dành cũng là để một cái sự học. Nhưng mà không, ai nói lời hay mặc ai, mình cứ mở miệng là nói lời thô ác. Tức là những cỏ dại đã mọc đầy ở trong tâm đó, khổ nghiệp đã thành một tập khí, một thói quen mà không thể bỏ được. Có người thì là ngoài miệng thơm thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao, còn nguy hiểm hơn nữa. Miệng nói lời nghe như thế còn thơm thớt mà, nói nó như sông như suối tuôn chảy vậy, nhưng mà trong tâm rất ác. Tức là cái cỏ dại đó nó mọc ở trong tâm, nó không chỉ cỏ mà còn rắn độc nữa, rắn tham, rắn sân, rắn si, cho nên trong tâm đầy những nọc độc. Như vậy làm sao mà có một cái chuyện mà một cái mảnh đất lành tâm thánh thiện không được? Bồ Tát, Địa Tạng chưa thành Phật khi nào mà không còn địa ngục? Địa ngục vị không thể bất thành Phật. Cho nên địa ngục lúc nào cũng còn, cho nên Ngài Địa Tạng vẫn còn là U Minh Giáo Chủ. Còn Đức Quan Thế Âm, dù là một vị cổ Phật, nhưng Ngài bây giờ là Quan Thế Âm với hạnh nguyện cứu khổ, mà chúng sanh còn khổ thì Ngài còn mang hạnh nguyện Bồ Tát. Tội lỗi của chúng ta đầy dẫy khắp hư không, cho nên là chúng ta thấy trong kinh Phổ Hiền hạnh nguyện á, nếu mà mắt chúng ta nhìn thấy tội thì chúng ta sợ có khi là không dám mở mắt ra, tội của mình ngập tràn hư không như thế. Nếu ai cũng thấy việc làm tốt là có phước, là dành nhau làm, tiếc thay làm phước cũng nhìn thấy, mà làm tội cũng không thấy quả báo liền, cho nên cứ thay nhau mà làm phước thì cũng không thấy quả phước liền, cho nên làm biếng, mà làm tội thì cũng không thấy quả báo xấu liền, cho nên làm mà không biết sợ. Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Khi trổ quả khổ đau rồi mới kêu, mới khóc. Bây giờ chúng ta đã sanh trong cái cõi người này mà may mắn lắm. Cái cõi mà bởi vì giữa hạnh phúc và khổ đau đan xen,
Phiền não tức bồ đề, khổ đau là mặt trái của tâm bồ đề. Cho nên đừng có nói sao sanh ra là khổ liền à. Thôi kiếp sau không có làm người nữa. Ôi, làm người mới là được tu đó. Chứ mà sanh ra chỉ hạnh phúc không? Chúng ta đâu có biết tu. Cái cõi người là khó tu, cái cõi trời khó tu. Cho nên Phật ngày xưa còn tại thế, thỉnh thoảng phải về cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ là Hoàng hậu Ma Gia đó, nghe. Để bà không chỉ lo hưởng thụ mà còn phải lo tu. Còn cõi người này các vị nghĩ đi, có ai mà hưởng thụ hoài được đâu. Mới vui sáng, chiều đã khóc. Hôm nay người thân còn thấy nhau, mai đã biệt ly rồi. Cho nên phiền não khổ đau là mặt trái của tâm bồ đề. Việc đối diện, tiếp cận hay kinh qua phiền não hay khổ đau, chúng ta hãy cảm ơn cuộc đời vì nó là hạt nhân để nuôi mầm giác ngộ. Như vậy thì mình hiểu như thế thì bắt đầu sẽ nhận ra được cái niềm vui ngay trong sự khổ đau. Ví dụ hôm nay bệnh, à dạ xin cảm ơn tứ đại bất hòa. Để biến cảm ơn gì? Cảm ơn cuộc đời. Trong luận Bảo Vương Tam Muội, Đức Phật dạy như thế nào? Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật tham dục dễ sanh. Các vị nuôi dưỡng đủ thứ hết, những mong ước gọi là gì? Trời cao biển rộng. Làm các việc ác còn không ngán luôn, phải chưa nào tù tội đến nơi còn chẳng sợ. Bởi vì cái lòng tham nó đưa con người vùng vẫy trong cái biển khổ. Nhưng mà bệnh một cái đùng, tai nạn tới một cái là giác ngộ, cảm thấy không có gì ham. Vì vậy mà nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật tham dục dễ sanh. Các vị mà thử nghĩ đời mình đó, tới cái tuổi này đó, bà mà không có bệnh đó, vẫn tham dục lẫy lừng đâu ai mà chịu nổi. Cũng phải có lúc bệnh nhầy nè để nhớ tu. Cũng có lúc là bước ra là cảm nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mù sương, đụng đâu cũng bệnh hết, để biết cái thân này nó vô thường. Chứ cái đâu cũng ngán hết đó, cái gì cũng sợ đó, cứ bầm bầm khỏe như voi như vậy đó, hóa ra lại tham dục dễ sanh. Luận Bảo Vương Tam Muội dạy như vậy. Cho nên cái thân này á, nó mạnh khỏe cho mình làm việc, là mình biết mình cũng gieo cái nhân gì, giúp người, cứu người, phóng sanh, ít có ăn thịt chúng sanh và không ăn thịt chúng sanh. Nhưng mà nó có bệnh tật đến á, thì cũng xin cảm ơn vì nhắc cho mình biết là cái thân này vô thường, không tu tập. Rồi một lúc nào đó đó, rồi nó cũng sẽ ra đi đó, rồi cũng hai bàn tay trắng thôi. Cho nên nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn kiêu sa nổi giận. Ở đời mà không khó khăn hoạn nạn thì kiêu căng ai chịu thấu. Ở đời đừng cầu không khó khăn thì kiêu sa nổi giận. Việc làm đừng mong dễ thành, việc gì cũng dễ thành tất sanh kiêu ngạo. Cho nên nó có cái trở ngại này trở ngại kia để biết mình còn kém phước. Nay bạch thầy, kỳ bát quan trai này con phát tâm con lo hết như là cúng dường trai phạm nè, rồi sắp xếp việc như là con làm trọn vẹn công đức để hồi hướng cho gia đình, con cháu rồi này kia. Gần đến ngày, thầy ơi con bệnh, rồi giờ phải nhờ người này người kia giúp, thì thầy cũng A-di-đà Phật. Nhưng mà mình đổ thừa cái bệnh, mình oán trách ông trời nắng mưa bất thường, chứ mình phải nói không đủ phước. Việc không dễ thành, nếu mà nói đâu được đó là kiêu ngạo. Cho nên mình bớt cái sự kiêu ngạo đi. Đó, làm cái gì cũng thành thì là kiêu ngạo. Đời mà không khó khăn hoạn nạn thì kiêu căng biết chừng nào. Mình cảm thấy là mình hơn thiên hạ hết, với tay đụng tới trời rồi còn chung quanh khổ đâu. Mà Đức Phật dạy mình khi có càng nhiều chia sẻ càng nhiều. Không phải có tiền có bạc mà cái đời sống tâm linh mình dồi dào á, mình cũng chia sẻ được rất nhiều. Và mình cũng hạnh phúc khi được chia sẻ những cái niềm hạnh phúc, những cái gì vị ngọt giải thoát mà Đức Phật, mà đời sống an lạc trong chánh pháp ban cho mình. Mình chia sẻ cho huynh đệ, cho gia đình, cho đạo tràng những người cùng tu, mình rất là hạnh phúc và an lạc. Như vậy những phiền muộn, lo âu, sân hận, ganh ghét, đố kỵ, nói chung thất tình lục dục á, là những hạt mầm sẽ rồi nảy lên, sanh tốt ra và làm đau khổ cái thân này.
Cho nên những cái hạt mầm này nếu nó tốt quá thì nó hủy diệt hạnh phúc. Mà cái hạt mầm nó ở đâu? Nó cũng ở trong mình mà nó ra. Nó cũng ở trong tâm mình nó nảy sanh ra chứ nó ở đâu. Lời nói ở đâu ra? Cũng từ cửa miệng mình mà ra. Đấy chưa nào? Việc làm cũng ở thân này, lời nói ở thân này, suy nghĩ ở tâm này. Vậy mà cái gì xảy đến, mình cũng đổ oán trách trời đất, cha mẹ anh em. Rồi mình nói mình làm bao nhiêu việc phước mà rồi cầu không được, ước không xong. Tất cả là điều không tưởng khi ta chỉ nghĩ rằng cuộc đời này phải như ý, rồi tu đơn giản dễ dàng mà đi đến giải thoát giác ngộ. Không thể như vậy. Thấy chưa nào? Cuộc đời của Đức Phật, các vị Thánh A-la-hán, các bậc Bồ-Tát, các bậc là tiền nhân, các bậc Thánh Tổ đi qua, đều để lại cho chúng ta thấy cuộc đời của các ngài đều phải trải nghiệm. Mà trải nghiệm tức là có khổ đau, có phiền não. Nhưng mà hóa giải nhanh hay chậm, đó là trí tuệ của các bậc Thánh. Không còn cảm thấy đau khổ mặc cho hoàn cảnh đến. Cho nên sư vẫn nhớ một cái câu chuyện về nàng Liên Hoa Sắc, mà chắc chắn là ai cũng nhớ cái câu chuyện của nàng Liên Hoa Sắc, một vị tỳ kheo ni mà đắc quả là hán. Thường thì người ta hay kể về các thập đại đệ tử, thánh đệ tử của Đức Phật. Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, Xá Lợi Phất thì trí tuệ đệ nhất, La Hầu La là mật hạnh, vân vân. Và ngoài cái thập đại đệ tử của Phật còn vô số các vị thánh tăng là tấm gương sáng cho cuộc đời. Và bên cạnh đó có các vị thánh ni, mà cuộc đời của những vị đó đó, mà sư càng suy nghĩ, càng suy gẫm thì càng thấy thấm thía, mà càng phải biết ơn rằng là mình là người đệ tử Đức Phật để được tu hành. Thưa các vị, chính cái câu chuyện đó để sư thấy trong khổ đau chúng ta phải nhận ra niềm hạnh phúc, trong phiền não tức là sẽ có bồ đề, chứ không đợi là sập hết không có khổ bắt đầu ngồi hưởng hạnh phúc, không là không có đâu. Cuộc sống nó sẽ luôn luôn đan xen với nhau các niềm hạnh phúc, nỗi khổ và niềm đau. Nếu chúng ta nhậm chân sáng suốt thì chúng ta luôn được an lạc. Câu chuyện về nàng Liên Hoa Sắc là con một trưởng giả vô cùng giàu sang, mà lúc lên 16 tuổi thì nàng đã lấy chồng, mà nàng rất là xinh đẹp, giống như cái tên của nàng là Liên Hoa Sắc. Mà sau thời gian chung sống với chồng thì nàng sinh được một bé gái. Nhưng mà cảnh đời trớ trêu là khi cha chồng chết thì cuộc đời hạnh phúc chấm dứt ở đó. Bởi vì sao? Bắt đầu cha chồng chết thì người mẹ chồng tham dục quá lớn đã dụ dỗ chồng của Liên Hoa Sắc và lấy chồng của Liên Hoa Sắc. Cái mà gọi là loạn luân đó. Đó. Thì những cái câu chuyện này trong là đại sử của Phật giáo tường thuật lại một cách đầy đủ, không có gì che giấu. Các bậc tu đắc quả A-la-hán từng trải qua những kinh nghiệm khổ đau trong cuộc đời. Thì mẹ Liên Hoa Sắc dụ dỗ chồng vào con đường mất hết đạo lý. Liên Hoa Sắc quá sức khổ đau, chồng mình lấy mẹ mình, rồi lại đối xử tệ bạc với Liên Hoa Sắc để muốn nàng đi ra khỏi nhà, để người mẹ với người chồng hạnh phúc với nhau. Cuộc sống của Liên Hoa Sắc không khác gì một người tớ gái trong một gia đình, quá buồn tình và uất ức. Cho nên Liên Hoa Sắc trốn nhà ra đi, bỏ đứa con lại và không dám quay trở về gia đình cha mẹ của mình. Lang thang đó đây kiếm kế sinh nhai, mấy năm ổn định lại tinh thần, hương sắc phục hồi. Hương sắc được phục hồi thì Liên Hoa Sắc tái giá với một thương gia giàu có, bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc. Đó, cuộc đời là vậy đó, hết khổ rồi hạnh phúc, rồi hạnh phúc lại khổ đau. Thì bây giờ lại bắt đầu hạnh phúc rồi, đấy chưa nào? Rồi sự nghiệp buôn bán ngược xuôi nên chồng Liên Hoa Sắc ít có ở nhà. Thì bây giờ cái chuyện đó nó đầy dẫy trong cái đời sống. Cứ ngày xưa vợ chồng con sống đơn sơ và hạnh phúc, từ ngày ăn ra làm nên đó, xây dựng cửa nhà rồi đấy, thì tự nhiên trong gia đình lục đục suốt thua. Là bởi vì là tham dục. Mà tham dục sanh thì không có hạnh phúc. Trong khi người ta nghĩ tham dục là hạnh phúc, người ta muốn giàu có để được hưởng tham dục, những niềm mong muốn dục lạc trong đời sống được hưởng là hạnh phúc. Nhưng mà thật ra khi thỏa mãn lòng tham dục là tự đốt công đức, tự đốt phước báo, tự đánh mất hạnh phúc của mình.
thì cái người chồng Liên Hoa Sắc buôn bán phát đạt, cho nên đã lén bà dẫn một nàng hầu trẻ đẹp. Mà sợ là về nhà thì bà ghen, cho nên mua một cái nhà riêng nuôi cái nàng hầu đó. Nếu mà không đi làm ăn xa thì nhiều bữa cứ lấy lý do này lý do khác để bỏ Liên Hoa Sắc ở nhà một mình và đến tình tự với cô hầu. Nghe làng xóm xì xầm, cái kim cũng không có để lâu được, cũng lòi ra. Thì Liên Hoa Sắc để tâm theo dõi, và một đêm kia đã bắt ghen kẻ cướp chồng mình, đột nhập vào ngôi nhà riêng thì thấy là hai người đang tâm tình với nhau, và than ôi, nỗi đau khổ một lại thành gấp trăm gấp ngàn, là nàng hầu của chồng mình chính là con gái của mình ngày xưa. Tinh thần bấn loạn, Liên Hoa Sắc ngã ra bất tỉnh. Quá chán nản thế thái nhân tình, Liên Hoa Sắc quyết đi làm gái điếm để phá hoại gia thất của các chàng trai sở khanh trả thù đời. Thì một hôm Liên Hoa Sắc ẩn nấp trong hoa viên, trên cái con đường mà các tu sĩ hay đi khất thực đó, thì các cái vị đại đệ tử của Phật đó, vị nào cũng đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan hết. Cho nên là nhìn Mục Kiền Liên đi ngang, Liên Hoa Sắc đón đường chọc ghẹo. Nhưng mà có đạo lực, cho nên Mục Kiền Liên dừng lại từ tốn hỏi thăm. Mà ai cũng nhắc, đừng có đi qua con đường đó, mắc mưu Liên Hoa Sắc không có được trở về mà tu với Phật. Mục Kiền Liên đâu có sợ đâu. Ông đi lên con đường đó, rồi là dừng lại từ tốn hỏi thăm và thuyết phục người dâm nữ trở về nẻo thiện. Ngài dạy Liên Hoa Sắc một điều, tâm hồn bất tịnh nhưng nước Phật Pháp có thể rửa sạch tất cả. Thầy của tôi là Đức Phật, bậc chánh đẳng chánh giác đó, có vô vạn pháp môn, hàng vạn pháp môn, khế lý khế cơ. Con người có thể tùy theo hoàn cảnh khả năng để chọn pháp môn tu tập, chứ không phải ai cũng vào chùa từ thời còn nhỏ, rồi thế phát xuất gia, rồi thọ giới tu hành đắc đạo đâu. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, đã quyết tu thì sẽ được chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng mà hóa độ cho thôi. Nghĩa là mê nhất kiếp, ngộ nhất thời. Cho nên những lời giải thích an ủi và đạo lý như vậy, Liên Hoa Sắc tỉnh ngộ, nét mặt của ngàn trở lại tươi xinh, vui vẻ, tươi tỉnh, và đi theo một Kiền Liên yết kiến Phật. Và Liên Hoa Sắc được theo ngài là tôn giả Đại Ái Đạo, lúc đó là vị là lãnh đạo bên Ni Đoàn, là Kiều Đàm Di Mẫu đó, lúc đó cũng tu và đắc quả La Hán. Kiều Đàm Di Mẫu là mẹ kế nuôi Thái tử Tất Đạt Đa, và khi 80 tuổi rồi, khi Phật về thăm quê hương, bà xuất gia sau một thời gian ngắn đó, thì đã đắc quả La Hán. Và người nữ tu phải tôn giữ bát kinh pháp, thì các cái Phật tánh cũng sẽ được trưởng dưỡng, được hiện bày, được giác ngộ như nam giới. Thì khi Kiều Đàm Di Mẫu trở thành là bậc trưởng lão dắt dẫn Ni Đoàn, rất là nhiều vị ni cũng đắc quả A-la-hán. Và chính Liên Hoa Sắc do giác ngộ cái đời sống phiền não khổ đau hạnh phúc. Không phải khổ không? Cái đời là khổ, cái khổ không? Không phải. Có hạnh phúc, có khổ đau, có thành công, có thất bại, có vui tươi rồi có phiền não. Nó vô thường như vậy, giác ngộ như thế, quán chiếu như thế, chẳng bao lâu Liên Hoa Sắc cũng chứng quả A-la-hán, cũng trở thành một vị tỳ kheo thần thông đệ nhất. Nếu ngày xưa bà chọc ghẹo Mục Kiền Liên, bậc A-la-hán thần thông đệ nhất, thì Liên Hoa Sắc đắc quả A-la-hán cũng là bậc thần thông đệ nhất. Câu chuyện này cho chúng ta thấy cuộc đời Liên Hoa Sắc đâu có trôi chảy đâu, quá khổ. Dám nói rằng khổ hơn hết tất cả những người nào đang có mặt tu học ở đây. Tại vì cái nỗi khổ về tâm đó, nó hành hạ con người hơn cái nỗi khổ về vật chất. Nhà có rách, tôn có dột, cơm có đạm bạc chút đỉnh cũng chưa khổ về những nỗi khổ về tâm hồn. Cho nên Đức Phật mới dạy là trên đời này con người có thể khỏe 5 năm, 10 năm, cái thân này nè, đến 100 năm không uống viên thuốc. Nhưng mà cái người không có bệnh về tâm á, ta chẳng có thấy ai hết. Ai cũng có những căn bệnh về tâm, có điều là bệnh nặng hay là bệnh nhẹ. Mà bệnh về tâm là bệnh gì? Bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bất kỳ
mình nói xấu, đòn sóc hai đầu, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều là bệnh hết. Các vị đồng ý không ạ? Như vậy đời của bà Liên Hoa Sắc nó biến hóa thăng trầm. Như thế có hạnh phúc lại khổ đau. Đó, khổ đau rồi hạnh phúc. Nhưng mà khi giác ngộ, tu tập rất là nhanh đắc quả. Khi đã trải qua những sự khổ đau, lên tới đỉnh cao, thì người ta đi đến sự giác ngộ cũng rất là nhanh. Đại nghi, đại ngộ là vậy đó. Đó, trải nghiệm rồi sẽ đạt đến kết quả. Vì vậy khổ đau là bạn, hoạn nạn là thầy. Khổ đau là người bạn chân thật của chúng ta. Khổ đau nó đến á, không có giấu giếm gì hết trơn á. Đùng cái là mình tá quả. Thấy chưa nào? Nó không có trang điểm, nó không có là che đậy gì hết á. Nó đến một cái không khoe khoang, không màu mè, không kiểu cách. Nó trực tiếp thức tỉnh chúng ta. À, mà hạnh phúc á, mới là màu mè, mới là kiểu cách. Hạnh phúc thật, hạnh phúc giả. Còn khổ đau không có thật giả. Khổ đau tới nghĩa là tá quả tâm tính luôn. Thì chúng ta phải giác ngộ trong những cái sự khổ đau đó. Hoạn nạn cũng vậy. Nó dạy chúng ta biết dừng lại để nhận rõ đâu là chân giá trị của đời sống. Có khi hoạn nạn đến mà người ta lại biết tu. Có khi tai nạn đến mà người ta dừng những cái nghiệp ác. Có người ta làm ác quanh năm suốt tháng chỉ nghĩ đến tiền. Sư có cái câu chuyện là chuyện có thật. Sư ra Huế giảng. Cái bà nó giàu có ghê lắm. Rất là giàu có. Không có biết bố thí cúng dường, cũng có tu tập gì. Bạn bè ai rủ bà đi tu tập gì hết. Bà cũng mỉm cười và nói thôi, tôi được cái phúc trời ban cho rồi. Tôi sống là hiền lành, ngay thẳng là được rồi. Đó, tức là bà không có tu hành chùa chiền gì hết. Đối với bà cái chuyện đó là vô nghĩa, không cần thiết. Bà bán buôn bán một cửa hàng rất lớn. Giàu có đứa con trai đi học nước ngoài. Còn gì nữa rồi, mỹ mãn, hạnh phúc thì quá mỹ mãn. Chồng thì cưng chiều bà giống như cái ngày mới cưới. Hai mươi mấy, ba mươi năm rồi mà vẫn yêu chiều bà như ngày mới cưới. Làm cho biết bao nhiêu người ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của bà. Sư ra sư giảng ngoài Huế đó. Cái lần đó, cuối cái buổi giảng có một người phụ nữ đến gần. Xin chào sư. Vừa nói trong dòng nước mắt, con xin gặp sư. Vì bài pháp của sư có những điều nó trùng với cái nỗi khổ niềm đau trong trái tim con, cho nên con muốn gặp sư. Hôm đó là sư giảng bài pháp chạy trốn tự thần, nó bàn về cái chết. Cái sư mới nói là như vậy chắc là cô có cái chuyện gì oán khuất trong gia đình hả? Cái nói dạ đứa con trai của con mới chết. Nghĩa là hai mươi mấy Tết về để chuẩn bị đám hỏi và đám cưới, thì một đêm ngủ dậy đứa con trai đã chết rồi. Nhưng mà nếu mình thường tu tập, mình biết cuộc sống vốn vô thường, đứng trước cảnh sanh ly tử biệt, con người ta cũng kịp hiểu rằng tất cả là nhân duyên và nhân quả. Nhưng con người ta vốn không có quen tu tập, không có sống trong cái gì giáo pháp của Đức Phật, không có quen học các cái giáo lý, cái chân giá trị cuộc sống khổ, vô thường, vô ngã. Cho nên khi nó đến, khổ gấp ngàn, gấp vạn lần những người đã từng nghe lãnh hội giáo pháp. Đó, thì có phải lúc đó đau khổ là bạn, hoạn nạn là thầy chưa? Bắt đầu là gì? Sanh ly tử biệt rồi. Còn cái gì yêu quý bằng đứa con trai mà nó tương lai đã đến nhờ có nó mà sanh ra người, ra cháu trong nhà. Sắp có dâu, sắp có cháu. Nó ra đi một cái, tất cả đều chấm dứt. Cái sự nghiệp này cho ai đây? Chẳng lẽ làm để rồi hai vợ chồng hưởng? Hưởng cái gì nữa đây? Dồn hết cho đứa con. Đó, cho vậy mà phải tu nhân tích đức. Phải chia sẻ, để rồi là nạn to hóa nhỏ, nạn nhỏ thành không. Đừng có chủ quan một cái gì khi chúng ta đang có trong cuộc đời. Con người ta đều trải qua khổ đau mà tu. Mà không khổ đau mà biết tu lại càng phước đức nữa. Vốn là được nhiều phước báo. Sống rồi không có bị trải qua những khổ đau hoạn nạn nghiêm trọng. Mà vẫn là có những duyên lành để biết tu tập, để làm những điều lành trong chánh pháp. Đó là người có phước báo lớn, có phúc đức lớn. Thì sư chúc mừng những vị đó. Còn chúng ta có trải qua những nỗi khổ niềm đau thì biết những kinh nghiệm đó để chuyển hóa, để tu tập. Cái người Tây Phương họ ngưỡng mộ đạo Phật của mình cái gì? Đó là trong Kinh Kalama Đức Phật dạy: đừng vội tin một điều gì vì điều đó ghi trong kinh điển. Đừng tin điều gì vì điều đó là
do một bậc thầy nói ra. Đừng tin điều gì vì là tiếng đồn, vì là tiếng nói của số đông. Hãy quan sát, suy tư, thể nghiệm, thực chứng rồi mới tin. Thì người trí thức phương Tây cảm nhận cái tinh thần khoa học của Đạo Phật, cho nên họ ngưỡng mộ Đạo Phật. Đức Phật đâu có bắt họ phải tin đâu, cứ nghe lời Phật dạy, thực hành, có an vui, có hạnh phúc thì làm theo. Cảm thấy những lời Phật dạy nó phù hợp với cái nhìn của bậc trí thì làm, mà không thì đừng làm. Mà khi chúng ta nhìn, chúng ta nghe, rồi chúng ta phải suy tư, thể nghiệm. Chứ mà làm, nhắm nghe, nhắm mắt làm, không có một chút suy tư thì Phật cũng không có khuyến khích. Người già quá rồi, hai thứ tóc rồi, tai lãng rồi, bây giờ thầy dạy cho 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là may rồi. Nhưng mà chúng ta còn trẻ hoặc tuổi trung niên thì còn cảm nhận được, cảm ngộ được giáo lý của Phật, còn học được, lúc nào chúng ta phải học, học trong chánh pháp. Cái đạo Phật từ bi và trí tuệ như vậy, cho nên nó ở trong tâm hồn của ai thì nó trưởng dưỡng, nó sanh sôi nảy nở như cái hạt giống tự sanh sôi nảy nở mà không thúc ép bằng các cái loại thuốc hóa học nguy hiểm. Nó tự sanh sôi thôi, còn bây giờ cây trồng gì cũng lấy thuốc mà ép. Cho nên là phun thuốc như vậy ăn vô cũng nguy hiểm, cũng đem lại nhiều bệnh tật. Mà nhà Phật thì lại không có dùng các loại thuốc thúc ép, mà nhà Phật thúc đẩy cái gì? Trưởng dưỡng, điều lành làm thêm, điều ác nếu chưa làm đừng làm, nếu đã làm ngưng và không làm nữa. Đức Phật dạy từ bi hỷ xả là vui, tham sân si là khổ. Nếu mà tin, nếu mà thực chứng thấy đúng thì làm. Tham thấy khổ thiệt nha. À, làm chừng này đủ rồi, muốn làm thêm để sanh bệnh, không có giờ ăn cơm với vợ con, khổ quá, đừng tham nữa, giảm xuống. Thấy sân là khổ, sân xong rồi mất sức khỏe, sân xong rồi bệnh, sân xong bể đồ đạc trong nhà, thấy sân không tốt, đừng sân. Thấy si mê là nguy hiểm nhất, là vô minh. Si mê nó xúi mình làm bậy tầm bạ hết, làm xong sám hối cũng kịp nữa. Thì tham sân si là khổ rõ ràng, thì phải tu để hóa giải tham sân si. Cái bữa cơm nào quý thầy, quý sư và các vị tu bát quan trai bưng lên thì quán sát tham sân si là cội gốc của tội lỗi. Cho nên ăn cái bát cơm Phật đó, thì ráng tu mà hóa giải tham sân si. Còn từ bi hỷ xả mà chịu khó hành, hành thì sẽ là an vui, hạnh phúc. Mà nói nghe từ bi hỷ xả thì dễ, mà làm thì khó. Chỉ cần một câu giúp người có khi không giúp, chỉ cần một việc làm nhỏ giúp người có khi còn đánh đo. Còn ấy, vì vợ, vì con, nhiều khi không quản tiếc cái mạng sống. Cái đó cũng là ích kỷ. Đời sống của chúng ta, Phật dạy, một là tất cả thôi. Tất cả ai cũng biết tu tập thì chúng ta sẽ sống trong cái từ trường nhẹ nhàng, trong sạch. Mà ai cũng tham, cũng sân, cũng si thì ngồi vô nói một chập là chỉ có tranh cãi thôi. Có câu chuyện mà Đức Đạt Lai Lạt Ma họp với các nhà khoa học trên thế giới, thì người ta mời ông đến trong cái cuộc họp mặt các nhà khoa học ở bên Mỹ. Vì trong ai cũng mang một cái tinh thần bản ngã và háo thắng, cho nên ngồi một chập rồi sao? Rồi là cãi nhau quá trời luôn. Cãi một lúc mà không còn nhớ mình là ai nữa, quên mình đại diện nước này nước kia, đến là phùng mang trợn mắt, tháo mồ hôi hết trơn trọi. Mà ai nấy nói, một chập nó ào ào như sôi. Ta cũng như quên mất là mình ở trong một cái hội nghị. Lòng háo thắng, sự háo chiến nó đã lên rồi. Lúc đó, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, cứ coi như một vị tu sĩ đang ngồi ở đó, thấy mọi người đã quên mất mình, dấn vào làn sóng tham sân si rồi. Cho dù nói, vì sao cái thế giới này đau khổ, nói anh chập thấy cãi nhau không? Thì ông ta mới cầm cái micro ở trước mặt ông á. Ông làm sao các vị biết không? Ông nhảy mũi một cái thật lớn, hắt xì hơi một cái vô cái máy này. Tất nhiên nó to hơn tất cả những cái tiếng mọi người đang nói. Cho nên người ta mới coi có cái gì đang xảy ra như cái bom vậy. Ta quay ra, hóa ra mới nhảy mũi xong. Ta bật cười, ta cười xòa lên. Cười một cái thì sao? Thì quên cãi nhau. Cái bỏ máy xuống giải lao 15 phút. Thì hóa ra một cái nhảy mũi của người tu sĩ thôi,
mà lắng cả một làn sóng tham sân si của những người trí thức. Đó, chúng ta thấy như vậy đó, đúng thời đúng lúc là như vậy đó. Cho nên có những cái mình tưởng chừng như mất mà lại được, có những cái tưởng chừng được rất nhiều mà hóa ra đã mất rất nhiều. Cho nên có những người đứng trước cái chết rồi mà họ lại bình thản, họ lại cảm thấy rất là an nhàn và hạnh phúc. Còn có người phấn đấu để được sống mà sống trong sự khổ đau, nhục nhã mà thôi. Ông lão nuôi con dê. Cái con dê đó là nó sống với ông, nó cho sữa rồi, nó cũng giúp ông nhiều thứ, giờ cũng già rồi. Nó đi cà khịnh cà khạng, nó không có bình thường nữa. Cho nên một ngày kia nó đi, nó không thấy đường, nó lọt xuống giếng. Thì bây giờ phải kiếm cách để kéo nó lên. Người ta đang muốn kéo lên đó, thì hết mấy trăm tiền đó. Ông thấy nó già quá rồi, lúc này cũng chẳng có cho sữa mà cũng chẳng giúp được gì. Thì thôi ở dưới đó chết luôn cho rồi. Đó, chúng ta thấy không? Mình nghe cái mắc cười liền, tại mình con Phật, mình cái lòng từ nó không cho mình làm vậy. Nhưng mà ông nói giờ già rồi cũng cho sữa nó đâu, chẳng giúp được gì. Mà ở dưới đó nó không chịu chết, nó la, nó khóc, không ngủ, không ăn gì được hết. Ông mới hỏi cái nhà hàng xóm, giờ nó già rồi làm sao cho nó chết. Cái ông kia nói dễ quá, lấp cái giếng, nó giếng cạn rồi thì lấp giếng, rồi thì nó chết luôn thì khỏe luôn đó. Ông nói à ha, cũng hay. Thế là bắt đầu khỏi tốn tiền gì hết, cứ xúc đất lấp. Nhưng các vị biết làm sao không? Cứ đổ đất xuống thì con dê nó lắc lắc lắc, nó lại trèo lên. Đổ đất vô, nó lắc 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 cái nó trèo lên, nó bước lên bước lên. Thì cuối cùng là giếng lấp đầy thì nó phóng ra, nó chạy, nó bỏ ông luôn. Nó biết nó ở lại ông làm thịt đó sao? Không, bỏ chạy luôn cho rồi. À, có hay không ạ? À? Cho nên mình không nhân không nghĩa thì người ta bỏ mình chứ sao? Đời mình nhân nghĩa ai bỏ mình? Mình sống không nhân không nghĩa thì người ta phải bỏ mình thôi. Phải chưa nào? Đó. Cái năm 2000 nó có một cái bản án hay nhất thế giới. Đó là một cái bản án bảo vệ một con chó. Con chó chết á, mà người ta cãi cho nó thắng, thắng cuộc. Luật sư cãi cho con chó được thắng. Đó. Là tung con chó chết. Thì cái người tung đó không có đền. Lý do là con chó tự gây nạn chứ không phải là họ. Nhưng mà cái vị luật sư đó đã viết một cái bản án hay nhất, làm cho là con chó phải thắng kiện. Người ta phải đền bồi thường cho con chó đó không thua gì cho một con người. Mà sư nhớ trong bản án nó đọc rất cảm động. Khi con người ta đưa người thân đi đến nơi an nghỉ cuối cùng, lấp đất, nghi lễ, để vài bó hoa trên mộ rồi ra về, thì con chó vẫn nằm đó, nằm đó. Có khi có những con chó nó sẽ nằm cho đến lúc đó ốm, đói và chết. Nó đưa bánh mì đến không ăn, người ta cho thức ăn nó không màng, nó chỉ biết rằng giờ đây nó không còn sống bên chủ nữa. Những ngày nắng đẹp cùng chủ vui chơi, những ngày mưa nó cũng sửa ấm cho người chủ của nó. Chủ lạnh thì nó lạnh, chủ nóng thì nó nóng. Con chó nó không vì nhà nó nghèo nó bỏ sang nhà giàu. Cái hay là như vậy. Chủ càng nghèo nó càng yêu mến chủ, nó càng biết thương chủ. Và chủ chết, con chó sẽ là cái con vật mà để tang cho chủ ở trong trái tim của nó. Một người bạn trung thành như vậy, một sinh vật trung thành như vậy, lẽ nào chúng ta lại giết hoặc là ăn thịt nó? Và một cái tai nạn gây ra cho nó, chúng ta không thể đổ thừa vì nó ngu thì nó mua lấy cái chết, mà trái lại phải bồi thường cho một sinh vật thông minh và trung thành nhất trên thế giới này. Người ta cho là một cái bản án hay nhất vào năm 2000. Xong rồi người ta in ra, người ta phát cho các chùa để treo. Sư nói cái này phải phát cho các nhà hàng thịt chó chứ. Phát cho mấy ông hay ăn chó đó chứ. Phải ông nào? Chứ sư ra ngoài Bắc sư giảng hả? Khóa tu mùa hè của chùa Bụt Mọc Thái Bình, 400-500 bạn trẻ. Các bạn, sư cô năm sau ra giảng nữa nha, sư cô giảng nữa nha. Sư nói ok, năm sau ra giảng nữa. Nhưng mà các bạn có hứa với sư không? Là các bạn bây giờ đang tuổi trẻ nè, hứa không ăn thịt chó không? Chứ sao chỗ nào cũng thấy là
thịt chó thịt cầy vậy nè. Các bạn dám hứa không? Dạ, chúng con xin hứa. Đâu các con giơ tay lên coi. Giơ tay biểu quyết 100% là sẽ không bao giờ ăn thịt chó nữa. Sẽ có những em nó sẽ giữ được lời hứa này. Nó tôn trọng lời hứa. Các em mới hứa không chỉ với sư nha, mà còn với Phật đây. À, giảng đường nào cũng có Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngồi chứng minh những lời các sư trùng tuyên chánh pháp. Các em hứa với sư rồi đó, đừng ăn thịt chó, một người bạn trung thành, một con vật thông minh nhất. Các em biểu quyết. Năm sau sư không ra, một bạn nhắn tin, thưa sư, suốt một năm qua con không ăn một miếng thịt chó nào. Ba con ăn, con đã giận ba con 3 ngày. Không nói chuyện với bố, và bố hứa, thôi từ nay bố cũng không ăn chó nữa. Ấy vậy mà sao năm nay sư không ra giảng với chúng con vậy? Như vậy là thành công rồi. Nhưng mà sư cũng không có ừ liền đâu. Sư nói, thật là đáng khen cho em, nhưng em phải hỏi xem trong lớp có bao nhiêu bạn giữ lời hứa như em thì sư sẽ ra giảng. Mình làm bộ nói vậy thôi, chứ treo cao giá ngọc làm quá gì mình, cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng sư muốn nói, cái chuyện lời hứa của một bạn trẻ đôi khi nó xem thiêng liêng. Một lời hứa, một uy tín của nó, một lời hứa thiêng liêng trong cuộc đời. Mình phát nguyện với Phật, với các thầy, mình giữ năm giới, chứ mình phạm hoài à. Rồi mình biết không ai phạt hết trơn á. Tại vì khi mình quy y á, khi nào con có quên thì Long Thiên Hộ Pháp nhắc nhở con. Chứ đâu có nói khi nào con quên thì các ngài phạt con đâu. Cho nên cứ phạm hoài. Và do vậy khi mình phạm là mình đang đem đến những nỗi khổ niềm đau cho cuộc sống, bằng cách này hay bằng cách khác, chứ không phải là do ai đem đến cho mình. Trong Kinh Trung Bộ số 64, Phẩm Đại Kinh Man Đồng Tử, Phật dạy về 5 hạ phần kiết sử. Con người bị 5 phần kiết sử buộc ràng: thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân. Bị 5 giới cấm thủ đó không bao giờ thành tựu được các quả vị từ Tu Đà Hoàn cho đến A-la-hán. Khi nào chúng ta triệt tiêu 5 món ràng buộc này thì mới nói đến chuyện giải thoát. Mà trước hết người Phật tử chúng ta muốn đi vào dự lưu á, là vào hàng thánh, là không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mình tu bắt quan trai là mình muốn dự hàng thánh, là dự lưu á. Thì chúng ta muốn vào dự lưu, ít nhất chúng ta phải tu tập đoạn trừ gì? 3 kiết sử là thân kiến. Chúng ta đừng có nghĩ thân này là trường tồn mãi mãi, hoặc chết là hết. Nghĩ là chết là hết nên việc ác gì cũng làm, hoặc nghĩ cái thân này là còn hoài. 2 cái đó đều là thân kiến hết, thì chúng ta đừng có rơi vào thân kiến. Thì chắc chắn ở đây không có ai bị rơi vào thân kiến rồi. Nghĩ chết rồi mình cũng còn hoài, cái hồn mình cũng còn đi đây đi kia, kiếm chỗ này chỗ nọ. Mình chấp là mình còn hoài là sai. Cái thần thức đó đi đây đi kia để tìm nơi đầu thai hoặc chịu thọ các quả báo, chứ không còn mình nữa đâu. Thứ hai là chúng ta rơi vào nghi. Là người đệ tử Phật, nghe Phật Pháp, giờ thì trong cái môi trường này, hoàn cảnh này, từ trường này, gì cũng nghe, gì cũng vui hết. Lát ra rồi, khoan đã, để đó cái đã, cho con nghỉ tu ít phút đã. À, phải không nào? Người ta rủ mình một vố làm ăn không được chánh đáng lắm. Nhưng mà Phật ơi, đời sống nó cũng khó khăn quá, A Di Đà Phật thôi, ngài hỷ xả cho, cũng dấp díu vô vài chuyện làm ăn mờ áp, hoặc chửi bới, hoặc nguyền rủa, hoặc nói xấu, quên hết trơn. Nhưng mà trong cái môi trường này không có ai phạm hết á. Tại có Phật Pháp Tăng, có Phật nè, Pháp là lời Phật dạy các sư các thầy nè, tuyên đọc cho các vị nghe nè, có chư Tăng nè, rồi có hội chúng đồng tu nè. Muốn phạm không phạm được. Ở đây có muốn phạm giới khẩu nghiệp cũng không có phạm được. Tại cái môi trường nó thanh tịnh, nó trang nghiêm quá, như nước mát thanh lương tưới vậy đó, chúng ta không có phạm được. Nhưng mà bước ra rồi đó, nó ra khỏi cái từ trường tốt đẹp này, chúng ta dễ phạm. Thì ai sân nó thấy sân liền, ai tham nó lộ tham ra, ai si nó lộ cái si ra. Cho nên mới có cái pháp để tu, là phải niệm Phật, phải giữ giới. Đó, thì Phật thương các cái hàng cư sĩ tại gia. Đệ tử Phật có U Bà Tắc, U Bà Di, tỳ kheo ni, chứ đâu phải là chỉ có các vị xuất gia mới là con Phật. Nhưng chúng ta không nghe lời Phật dạy thì chúng ta cũng s�e khổ thôi. Chúng ta đừng rơi vào 3 kiết sử là thân kiến, là nghi ngờ.
nghi nhân quả, nghi ngờ, tu tập giới định huệ là sẽ được an vui giải thoát. Chúng ta cũng nghi luôn, chúng ta cứ làm theo tập quán, tập khí, thói quen là nghi ngờ. Và chúng ta có giới cấm thủ, tức là lại tự đưa ra những điều cho là phải giữ những cái giới tà vậy mới đắc đạo, như là ép sắc khổ hạnh, như là những cái giới do những vị tà sư truyền cho các vị. Có những người sống làm thân người mà lại gặp tà, chúng ta sẽ thọ các cái giới về tà, thì thân kiến nghi mà giới cấm thủ mà chúng ta lọt vào thì chúng ta chắc chắn sẽ đọa vào, không bao giờ đứng vào dự luôn. Các hàng dự vào hàng thánh mà là địa ngục, ngạ quỷ súc sanh sẽ đón chờ thôi. Đó. Cho nên nếu gọi là giải thoát hoàn toàn thì cũng còn lâu lắm. Nhưng hàng ngày chúng ta phải có niềm tin sâu vào giới pháp của Đức Phật, tin sâu vào nhân quả, biết thân này là vô thường, thân này không trường tồn. Chúng ta theo một bậc thầy tu hành đúng chánh pháp, chúng ta trọn nghĩa, trọn tình, trọn chữ tín, niềm kính tín, chúng ta theo thầy chúng ta tu. Nghe thầy này linh, nghe chỗ kia linh, chúng ta chạy đi tìm kiếm. Có biết đâu Phật ở trong nhà chẳng phải tầm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chỉnh mới hay, chính Phật là ta. Cuối cùng cũng chính ta thôi. Tự ta muốn làm Phật ta được Phật, tự ta muốn làm ma thì tự ta theo ma, chứ không có đổ thừa ở trong môi trường, trong hoàn cảnh hay bất cứ ai. Thì thời pháp hôm nay có mấy điều nhắc nhở với các vị. Chúng ta không thể nào đợi đoạn dứt đau khổ mới có hạnh phúc. Dứt hẳn đau khổ để có hạnh phúc trường tồn như cõi Niết Bàn là A-la-hán, là các bậc thánh A-la-hán, là các chư Phật, các vị Bồ-Tát. Còn chúng ta trong cái cõi ta bà này, gọi là phàm trần, hồng trần này, thì chúng ta sẽ phải trải nghiệm cả hạnh phúc và khổ đau. Nhưng cái người đệ tử Phật nó sẽ có cái thái độ khác cái người phàm tình. Người đệ tử Phật đứng trước cái hạnh phúc thành công không quá vui, đứng trước thất vọng đau buồn đau khổ không quá u sầu. Chúng ta có con đường trung đạo để đi và có thái độ sống trung đạo, tu không ép sát khổ hạnh, cũng không nên hưởng thụ dục lạc. Mọi sự ép sát cũng đưa đến khánh kiệt thân thể này, mà hưởng thụ dục lạc cũng làm cho con người ta buông lung phóng túng mà khó nhớ lấy giới luật tu hành. Cho nên con đường trung đạo thì đời sống cũng sẽ tiếp cận các trạng thái hỷ nộ ái ố. Nhưng cái hay, cái trí tuệ của người con Phật là chánh niệm và tỉnh giác trước mọi hoàn cảnh. Cái chánh niệm đó nhắc là ôi, tôi đã gieo nhân gì mà nay chúng ta gặp quả này. Sự hạnh phúc, thành công như ý, chúng ta nói A-di-đà Phật, tôi đã khéo tu, những cái gì mà nay được như thế này, phải ráng tu hơn. Những đau khổ, những bất hạnh đến, chúng ta nói, à, ta đã vụng đường tu, ta đã không vâng theo lời Phật dạy, đã làm những điều ác như thế nào, mà nay phải chịu những điều gần như là bất công và đau khổ như thế. Việc gì cũng truy lại nguyên nhân. Nguyên nhân đó có thể trong đời sống này, nguyên nhân đó có thể trong quá khứ. Đó, cũng giống như sư giảng ở trong cái nhà máy giấy Sài Gòn. Cuối cùng là họ muốn an lạc, thì sao đây? Sống chậm lại. Vì có chậm lại mới có chánh niệm. Có chậm lại mới biết mình đang làm gì, mình đang là ai, và lời nói của mình thốt ra có cần thiết hay không. Nó có nhiều cái gì, nhiều câu hỏi trước khi chúng ta nói. Tự nhiên câu nói của chúng ta nó sẽ có giá trị. Việc làm này sẽ tạo quả báo xấu không? Nếu có, chúng ta không làm. Mà chắc chắn là có quả báo xấu. Dù cái lợi trước mắt bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ không làm. Đó là sự chánh niệm thôi. Mà một giây, một phút, một giờ, một ngày, một tháng, tới một năm, lúc nào cũng sống trong chánh niệm, chúng ta sẽ có nhiều cái niềm an lạc. An lạc sẽ thay chân, thay vết cho hạnh phúc. Từng bước chân an lạc, từng phút giây an lạc. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch giảng sư Pháp Hiệu Thích Nữ Hương Nhũ, kính bạch đại đức trụ trì chùa Hân Quang, chúng con Phật tử chúc thi tán giảng đại diện cho giới tử đạo tràng Tu Bác Quan Trai chùa Hân Quang. Hôm nay đạo tràng chúng con được nhân duyên sau nhiều năm được sư cô hướng dẫn trong đạo tràng, hôm nay gặp lại thật là hạnh phúc duyên lành cho chúng con. Chúng con thiết nghĩ những điều sư cô đã ban pháp nhũ cho đạo tràng chúng con rất là quý hóa, tuy là hành trang cho những người Phật tử trên bước đường tu học, nhưng chiều hôm nay trong cái đạo tràng trang nghiêm và không khí trong những ngày xuân còn êm ấm, những lời thiết tha và ngạc mà trong thâm tâm của ni sư đã truyền lại cho chúng con, và để cầu mong ước nguyện là chúng con trưởng thành như những người Phật tử, như những người con người mà sống đạo đức và sống theo giáo lý giải thoát của Đức Phật, và đem những cái điều hiểu biết của mình do ni sư truyền qua để cả hóa bản thân cũng như gia đình và xã hội, và bước đường cuối cùng là cứu cánh giải thoát. Thay mặt cho đạo tràng cùng đạo hữu giới tử đạo tràng, xin thành chúc thành kính lãnh lễ sư cô và chúc sư cô được pháp thể khai năng chúng sanh dị độ và dịu dắt chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem